Chào các em. Tuần vừa qua, Học văn chị Hiên đã nhận được rất nhiều lời thú tội của các bạn học sinh trên khắp mọi miền của đất nước. Có câu chuyện là những giận hờn, có câu chuyện là những giọt nước mắt của sự hối hận, có câu chuyện lại là những mảng tối trong cuộc sống đã đầy gai góc này. Câu chuyện nào cũng đều rất hay, rất cảm động. Hôm nay, hãy cùng chị lắng nghe những câu chuyện của các bạn ấy qua Confession Radio tuần này nhé. Chúng mình cùng đến với Confession đầu tiên. Lời yêu mẹ, con nhờ Học văn chị Hiên nhắn gửi. Mẹ ơi, mẹ có nhớ không? Những ngày con còn bé, mỗi ngày đi học về, con lại xa vào lòng mẹ này, kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện này đến chuyện khác. Nhưng đến giờ, đã rất lâu rồi, con chưa từng tâm sự, chưa chia sẻ với mẹ về những niềm vui, những khó khăn trong cuộc sống. Cũng không nhớ lần cuối cùng con cất lên 3 tiếng còn yêu mẹ là khi nào nữa. Hôm nay thật may mắn con xem được một bài đăng thật ý nghĩa của Học văn chị Hiên với nội dung là lời thú tội ngọt ngào nhân ngày 20 tháng 10. Con cảm thấy đây là một cơ hội để con có thể bày tỏ hết lòng mình với mẹ và muốn thổ lộ những điều con giấu kín suốt những năm qua. Mẹ của con là một giáo viên. Con hiểu phần nào những vất vả mẹ đã trải qua. Ngày ngày đến trường, chào con chữ, luôn tần tảo với nghề mà mình đã chọn. Có lần, con chỉ vô tình đứng nép ngoài cửa xem mẹ dạy học. Bàn tay mẹ cứ thế mà viết thoăn thoắt, miệng nói không ngừng nghỉ. Hết giảng bài, rồi lại chấm bài. Nhiều lần thấy mẹ mệt mỏi, đau họng nhưng vẫn cố giảng bài cho học sinh hiểu. Dạy xong, mẹ lại tất bật về nhà để nấu cơm cho gia đình. Đứng trong bếp, cứ chạy tới chạy lui, làm hết việc này đến việc khác. Bàn tay mà ngày ấy con cứ nắm lấy để mẹ dắt đến trường, có lẽ giờ chỉ còn lại những vết nhăn, vết sạm. Con nhớ em út từng hỏi mẹ rằng: con thấy mẹ mệt lắm, hay là mẹ cứ nghỉ ngơi ở nhà, đừng dậy nữa. Mẹ chỉ nói đúng một câu rằng: mẹ nghỉ rồi, lấy tiền đâu nuôi các con. Cũng đôi lần, vì sự áp lực đè nặng, tính mẹ trở nên cáu gắt. Mẹ mắng con rất nhiều. Những từ ngữ mẹ nói ra như lưỡi dao đâm vào tim con vậy. Nhiều lần con thái độ, con cho rằng mẹ nói như vậy không đúng chút nào. Hay có lần con tự dằn vặt bản thân và chán ghét chính mình vì chính những câu nói của mẹ. Nhưng rồi bình tĩnh lại, hiểu thấu hơn, con biết rằng những việc mình đã làm sai, con lại tiếp tục cố gắng để mẹ công nhận. Có lẽ mẹ cũng chỉ vì tức giận quá mới nói như vậy. Có lẽ mẹ cũng chỉ muốn mình tốt hơn mỗi ngày mà thôi. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ vì đã giúp con trưởng thành hơn trong mỗi bài học. Mẹ ơi, mẹ còn nhớ khoảng thời gian con thi học sinh giỏi lớp 8 không ạ? Một khoảng thời gian mà đối với con là những áp lực, những đè nặng vì chỉ mong muốn bố mẹ có thể tự hào về mình. Cái khoảng thời gian ấy, nó khiến con nhận ra vô vàn điều. Những ngày đi học từ sáng đến trưa về, chỉ kịp ăn một miếng, ngủ một giấc, chiều lại tiếp tục đi học cho đến khi trời tối mới về nhà. Nhiều khi trên bàn học, làm bài không được, liền cảm thấy chán nản. Đôi khi cũng là những giọt nước mắt vì quá mệt mỏi nhưng vẫn phải nỗ lực. Con nghĩ rằng bản thân thật yếu đuối. Con nhiều lần đặt ra câu hỏi cho bản thân. Chỉ là một trong những cuộc thi khó khăn trong cuộc sống mà bản thân đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua, thì liệu có còn đủ can đảm để bước tiếp nhiều hơn nữa chặng đường phía trước hay không? Nhiều khi con muốn bỏ cuộc, nhưng lại nhớ những ngày đi học về, mẹ hỏi con rằng: hôm nay mệt không? Tắm rửa rồi vào ăn cơm con nhé. Rồi những ngày thức khuya học bài, mẹ luôn dặn dò: nhớ ngủ sớm, thức khuya không tốt đâu con ạ. Nhớ những bước chân rón rén của mẹ để con không bị tỉnh giấc. Nhớ những lần mẹ đi mua toàn đồ ngon, mua bánh mì, mua sữa vì sợ con đổ bệnh. Những điều mẹ đã làm khiến con có một động lực thật to để bước tiếp. Mẹ là đôi cánh dang rộng, âm thầm gắn lên lưng con, theo sát con mỗi chặng đường khó khăn. Mẹ từng dạy con rằng: không ai sau một đêm có thể vươn vai trở thành người khổng lồ cả. Họ phải vượt qua nhiều gian nan, thử thách, chắc hẳn họ cũng sẽ có lúc vấp ngã. Nhưng cái vấp ngã ấy mà họ vẫn đứng dậy thì đó cũng là một thành công. Cuộc đời vốn có hai mặt, đen và trắng, cao thượng và thấp hèn, tốt đẹp và xấu xa. Có mặt này thì tất phải có mặt kia, như một quy luật tất yếu. Quan trọng là chúng ta phải đối diện với giông bão,
bước qua nó và mỉm cười trong bảy sắc cầu vồng. Nắng ở trên đầu và bùn đất dưới chân là vậy đấy, con ạ. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con. Cảm ơn trời đã ban tặng cho con một người mẹ tuyệt vời đến vậy. Mẹ à, những bài học, những lời căn dặn của mẹ sẽ luôn là bài học quý giá mà con nhận được để vững bước từng ngày hoàn thiện bản thân. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, con chỉ biết chúc cho mẹ luôn mạnh khỏe, luôn hạnh phúc, gặp được nhiều may mắn và con mong rằng sẽ luôn được nhìn thấy nụ cười của mẹ, mẹ nhé. Hôm nay, ngày 12 tháng 10, con viết thư này. Con muốn nói rằng con yêu mẹ rất nhiều. Tiếp theo đây, hãy cùng chị lắng nghe lời thú tội đầy xúc động của một bạn nhỏ gửi từ mảnh đất miền Trung. Con men trong người ba thôi và trái tim vị tha của mẹ. Như bông cúc nhỏ sinh ra để luôn tự hát về vùng đất mênh mang đầy nắng và gió. Như ánh mặt trời sinh ra để thiêu đốt đi cái lạnh vĩnh cửu của mùa đông. Con người sinh ra là phải biết xin lỗi và nói lời thú tội ngọt ngào với người mình thương. Tôi đã từng đọc câu nói của nhà văn người Úc như thế này: không có gì là hoàn hảo, có chăng chỉ là sự đề cao mà thôi. Đúng, thử hỏi trong chúng ta có ai dám tự nói mình chưa mắc một lỗi dù chỉ là một lần không? Tôi cũng vậy, có lẽ tôi không thể quên lỗi lầm mình đã gây ra hôm đó, khiến người tôi yêu quý nhất, mẹ tôi, buồn lòng. Tôi cảm ơn học văn chị Hiên vì thông qua lời thú tội ngọt ngào này thì tôi mới có đủ can đảm để viết và kể. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi không muốn tự gồng mình nữa. Tôi muốn được vỗ về và nghe lời an ủi ngọt ngào. Nhưng mấy ai hiểu tôi? Họ có đang biết cảm xúc và cả tâm trạng của tôi hay không? Có nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn, buồn, ghét bản thân vì đã chưa cố gắng để vượt qua tốt hơn. Cuộc đời của con người giống như một cuốn nhật ký. Mỗi ngày chúng ta lại viết nên những trang giấy nhiều điều. Có niềm vui, cũng có nỗi buồn. Có thành công thì cũng có thất bại. Trên hành trình để hoàn thiện cuốn nhật ký của mình, ta đã phải trải qua những ngày mưa và cả những ngày nắng của bản thân. Để rồi đến khi khép trang nhật ký lại, mỗi người đều cảm thấy mãn nguyện, tự hào. Hôm ấy, cũng vì do áp lực học tập và lo lắng nên con người tôi bỗng rơi những giọt nước mắt quý, và cũng dẫn đến việc tôi tự tấn công bản thân, để rồi thốt lên rằng: khóc thật nhiều, chỉ đêm nay thôi, rồi mai ta lại tiếp tục cố gắng. Tuy nhiên, cũng có một tình huống lớn xảy ra mà đối với tôi, tình huống này tôi đã phải trải qua và cảm nhận nó thật lâu, rất lâu và rất rất nhiều lần rồi. Tôi đang viết bài nhưng mà cũng không dám kể ra đó là tình huống gì. Nhưng không kể ra thì làm sao mà người khác biết được. Vậy là tôi quyết định cho phép bản thân suy nghĩ 2 tiếng đồng hồ, xem bản thân có muốn tiếp tục viết những dòng lời thú tội ngọt ngào này nữa không, và có muốn kể rõ câu chuyện đó ra nữa hay không. Sau thời gian suy nghĩ trôi qua, tôi cũng phải tự lập trình những thứ hỗn độn trong đầu. Thế là tôi quyết định kể ra hết để bản thân nhẹ nhàng hơn. Tôi biết rằng cha có nghĩa là chỗ dựa, suốt đời con trọn vẹn yêu thương. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Con có nghĩa là hơi ấm sưởi lòng cha mẹ lúc quạnh hiu. Nhưng tôi đã từng và đang cảm thấy ghét cha tôi, bởi chỉ vì điều đơn giản là cha tôi, ông ấy nghiện hơi men của bia và rượu. Cha tôi có thể uống bất kỳ lúc nào. Ngay lúc tôi nhớ lại ngày thứ 6 ấy để viết những dòng này, là ông ấy đang đi đắm chìm ở nơi nào đó trong men rượu. Hôm nay tôi viết ra đây để vơi bớt những chữ nặng trong lòng đã kìm nén bấy lâu. Câu chuyện này từ trước đến giờ tôi chưa từng và cũng không đủ tự tin để viết hay chia sẻ với bất kỳ ai. Phần vì cảm thấy mặc cảm, tự ti, phần vì không biết cách phải chia sẻ như thế nào để người ngoài có thể hiểu và đồng cảm. Tuy nhiên, chỉ có một người mà tôi đã khóc và chia sẻ. Đó chính là mẹ, người phụ nữ tuyệt vời. Hôm thứ 6, có thông báo trên mọi diễn đàn thông tin đại chúng rằng lũ lụt miền Trung sẽ ập đến. Tôi hay tin liền báo cho cha mẹ tôi. Mẹ tôi
thì đi mua những trang thiết bị và nhu yếu phẩm cần thiết. Còn tôi thì sáng ấy vẫn lội băng qua vùng ngập úng để đi học bình thường. Nhưng mấy ai biết được, cha tôi lại ở nhà đi làm bạn với hơi men. Thấy có tức không chứ? Nhà tôi thì có 6 người, nhưng chị đầu và chị thứ ba tôi thì xa nhà để lo việc học và mưu sinh kiếm tiền. Nhà chỉ còn 2 chị em tôi và mẹ tôi. Thế là một cuộc trò chuyện giữa tôi và cha được diễn ra vào buổi trưa. Đó là lúc tôi đi học về. Lúc đó tôi rất mệt mỏi vì phải lội lụt mà về nhà. Tôi kiểu lúc sáng đi học hết mình mà lúc về nước lên hú hồn ấy. Nhưng mà tôi vẫn trò chuyện và gọi ba theo cách thân thương của người miền Trung. Cuộc trò chuyện đại khái là: ba thấy sao về hành động của ba ạ? Ba cảm thấy bản thân có trách nhiệm với gia đình này không? Mà lũ lụt, nước thị lên mà ba lại đi say sưa với bia rượu. Lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều. Cuộc tâm sự của hai thế hệ diễn ra 3 tiếng, nhưng tôi không biết ba tôi có nghe và tích lũy được gì không nữa. Khi mà đêm buông xuống thì lúc mẹ tôi lại về, và cũng như mọi khi, mẹ tôi lại nói câu này quen thuộc với ba tôi: sướng quá hí, uống bia rượu như nước lá ai. Thế là cuộc chiến xảy ra từ đây. Ba tôi loạn lên đủ thứ trên đời. Tôi chỉ vì quá ột dột và ngại với hàng xóm nên đã can ngăn đủ điều. Cả ba mẹ con tôi đã không ngăn được con men trong người ba tôi. Chẳng có một ai đến để can thiệp hết cả, và tôi cũng chẳng cần ai đến bên cạnh tôi chỉ để làm tôi đau ngay lúc đó. Vết thương mà ba tôi đã tác động trên thân thể tôi là những vết sẹo tâm lý và thể xác, không thể nào định đoạt được bằng số lượng, mà đã để lại cho tôi nhiều tổn thương và đau đớn không bao giờ phai mờ và chữa lành được. Và cũng lúc ấy tôi đã cãi và nói lớn tiếng với mẹ: mẹ à, con cũng rất áp lực, cũng ngại, cũng biết ột dột chứ mẹ. Con cũng biết những điều con lo và con sợ không nhiều hơn mẹ, nhưng mẹ có thể im lặng và mỗi người nhịn đi một câu thôi mẹ à, con quá mệt mỏi rồi. Và có nhiều câu nặng lời hơn nữa, nhưng cũng vì lý do dung lượng bài viết nên không tiện kể ra. Cuộc chiến ấy dừng lại là lúc tôi dằn vặt bản thân, trách bản thân và hối hận những lời nói của mình. Tôi tự tác động vật lý và tâm lý đè nặng lên bản thân. Tôi lúc đó rất muốn tâm sự nỗi lòng mình, nhưng không thể. Tôi do áp lực nên mình khá mệt, mọi thứ dồn nén vào một hôm để mình vỡ òa cảm xúc, và lúc đó mình không thể kìm nén lại được. Tiếp tục kể về ba tôi ư? Tôi có một ông ba nghiện rượu. Hễ có khách đến chơi là ông lại mời bia mời rượu. Khách không uống, ông vẫn cứ uống, kể cả khi một mình, ông cũng uống ngày mấy lần. Tôi thì không hiểu rượu có ma lực gì mà ba tôi luôn thèm thuồng đến vậy. Tôi ghét những ngày Tết, ghét tiệc tùng. Đúng ra đây là dịp để mọi người sum họp, vui vẻ, quây quần bên nhau. Còn đối với mẹ con tôi, lại là những chuỗi ngày khủng hoảng, luôn trong trạng thái đề phòng vì chúng tôi không biết khi say ông sẽ làm gì. Hẳn là mọi người sẽ thắc mắc sao không cản ông đến những bữa liên hoan đó. Mẹ con tôi không cản được, cũng lựa lúc ông tỉnh táo để phân tích, khuyên nhủ. Nhưng lúc đó thì ông thỉnh thoảng nghe hoặc là né tránh đi, rồi lại đâu vào đấy. Mẹ con tôi đành bất lực. Bản chất ba tôi thật thà, chất phác, nhưng khi say rượu lại trở thành con người khác. Có lẽ gia đình tôi may mắn hơn một số người khác ở chỗ ba tôi có thiếu tiền, cũng không bao giờ lấy đồ trong nhà mang đi bán hoặc cầm cố để có tiền mua rượu. Nhưng mỗi khi say, ông lại nói linh tinh, nói sai sự thật, làm ảnh hưởng đến gia đình, đến mẹ con tôi. Mẹ con tôi cố gắng kín kẽ mọi việc bao nhiêu thì ông lại làm mọi chuyện phức tạp, rối ren bấy nhiêu. Chỉ có mẹ và tôi là người nói đỡ và giải quyết những vụ lùm xùm mà ông đã gây ra. Ba tôi vừa vũ phu bằng tay chân và cũng có lúc hành hạ mẹ con tôi bằng tâm lý nữa. Tôi không biết rằng dùng từ hành hạ có quá không, nhưng với tôi từ này vẫn chưa đủ. Thường những lúc say, người ta ngủ hoặc có lúc nói chuyện sẽ nói thật. Còn ông lại đi mọi nơi, làm đủ điều mà theo tôi, nó khiến cho mọi người có suy nghĩ coi thường đối với ông, thậm chí là cả đối với gia đình tôi. Nhìn mẹ mà tôi cảm thấy vừa thương xót, vừa bất lực. Mẹ không bao giờ khóc trước mặt tôi,
luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn nhất. Có điều qua ánh mắt mẹ, tôi cảm nhận được sự dồn nén, ấm ức và chua xót. Lúc ấy, tâm can tôi như muốn sụp đổ. Nhìn mẹ những lúc như vậy, tôi chợt nhớ đến bài thơ Giá Như Mẹ Khóc của Nguyễn Trung Thu, rằng buổi chiều ấy mẹ đùa vui, hàm răng đen lánh mẹ cười thản nhiên. Tích bao đau yếu ưu phiền, tích bao cay đắng làm nên điệu cười. Giá như mẹ khóc mẹ ơi, nỗi con xa xót nhẹ vơi một phần. Tôi không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng ngày tháng bây giờ tôi luôn tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để đem lại những niềm vui khác cho mẹ, xoa dịu đi chút những suy nghĩ và lo lắng trong lòng mẹ. Mẹ ơi, nhiều lúc con ghét mẹ lắm luôn, mẹ có cần chịu đựng như vậy không? Sao mẹ không khóc đi mẹ? Mẹ trốn ở một góc mà khóc một mình hoài à? Mẹ sợ con chê mẹ xấu đúng không? Con không có chê mẹ xấu đâu, mẹ đẹp dữ lắm luôn. Mẹ lo cho con thật nhiều, mẹ vẫn thương con thật nhiều để con được giống như bao đứa trẻ khác. Mẹ ơi, mẹ có bao giờ chạnh lòng mà rơi nước mắt không mẹ? Mẹ ơi, tại sao người ta lạ quá? Sao không dành cho người phụ nữ những lời nói tốt đẹp hơn và cả những hành động thân thiện hơn? Có nhiều người lấy chồng về rồi mà mặc như gọi là phụ nữ cưới chồng say xưa, cũng bị gọi là người phụ nữ quê mùa và cũ rích. Có cũ đâu, mẹ con xinh đẹp như bà tiên, mẹ con vừa giỏi, vừa mạnh mẽ rồi kiên cường nữa. Mẹ, con thương mẹ lắm, mẹ có biết không hả? Nhiều người bảo mẹ tôi nên dứt khoát cắt đứt quan hệ với cha, nhưng mẹ chỉ cười buồn rồi đáp: tội nghiệp các con. Tôi đã lớn lên nhờ tình yêu thương của mẹ và giọt mồ hôi mà bà vất vả mưu sinh từ việc làm nông và đi bán rau củ, trái cây trong nhà ở chợ quê. Cứ 3-4 giờ sáng, bà lại phải đẩy một xe đổ thật to ra chợ, dầm mưa, dãi nắng đến trưa mới đẩy về. Hôm nay, rất thầm cảm ơn những lời tâm sự này và cả lời thú tội ngọt ngào của học văn chị Hiên đã cho tôi chia sẻ những suy nghĩ giấu kín từ trước đến giờ. Đó như một cách xả hết những bất lực dồn nén trong lòng mà không cần quan tâm đến việc người khác nghĩ gì và đánh giá gì về mình. Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng chia sẻ này. Chúc các bạn luôn luôn yêu đời và thành công. Sẽ không bao giờ bế tắc thật sự nếu bạn còn niềm tin. Chỉ cần có niềm tin, bạn sẽ tìm thấy hy vọng và con đường để bước tiếp. Tiếp theo, hãy cùng chị lắng nghe confession ngọt ngào. Phụ nữ dịu dàng, người mẹ thứ hai của tôi. Người phụ nữ dịu dàng của em ơi, chắc cô không quá bất ngờ với việc cô học trò nhỏ này nói những lời ngọt ngào dành cho cô, vì trong suốt quá trình học, em đã thể hiện nó quá nhiều. Nhưng mà những lời ngọt ngào ấy thì em viết qua thư hoặc gửi tin nhắn riêng, và em chưa bao giờ có dũng cảm đứng trước mặt cô để bày tỏ cả. Em định 20 tháng 10 lần này sẽ gạt bỏ hết sự ngại ngùng này, quyết tâm về trường để gặp cô, để bày tỏ trực tiếp. Nhưng mà vô tình em biết được confession học văn chị Hiên. Em thấy chương trình này rất hay và dễ thương, nên là em quyết định gửi những lời tâm tư tình cảm ở đây ạ. Hôm nay nhân ngày 20 tháng 10, em chúc cô tất cả những hạnh phúc và ấm áp nhất cuộc đời này sẽ luôn đến bên cô. Đơn giản thế thôi, nhưng cô cũng cảm nhận được sự ngọt ngào lời chúc ấy cô nhỉ. Điều em cảm thấy may mắn nhất là được làm học trò của cô. Có thể đối với người khác, cô chỉ là một cô giáo bình thường, nhưng với em, cô là cô giáo tuyệt vời nhất. Có lẽ vũ trụ đã nghe được lòng em, ước muốn học những giáo viên như thế rồi. Và năm 12 cuối cấp, em may mắn được gặp cô. Cô ơi, có thể những tác phẩm văn học sau này có thể phai nhạt trong lòng em, nhưng có một điều duy nhất em rất tự tin không bao giờ phai nhạt, đó là sự dịu dàng của cô dành cho cô học trò này ạ. Cảm ơn cô đã luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của em. Em vẫn nhớ như in cái ngày cô thông báo điểm thi 5 phẩy. Lúc đó học sinh trong khối chưa ai biết điểm văn trừ mỗi em. Lúc ấy giống như mọi thứ sụp đổ, chẳng có niềm tin để ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Dường như lúc đó bản thân em bắt đầu hoài nghi và muốn bỏ cuộc. Nhưng may mắn thay, cô đồng hành cùng em trên hành trình gian nan này. Nếu như hôm đó em không thất bại thì sẽ không thấy được tình yêu thương và sự quan tâm cảm xúc
cô dành cho em. Cô không nói, nhưng em vẫn luôn cảm nhận được. Cái cách cô nhắn tin thông báo cho em là em đủ hiểu cô quan tâm đến cảm xúc của em như thế nào. Cô sợ ngày phát bài ra, sợ em sốc nên cô đã thông báo và động viên, an ủi trước đến với em. Không biết sự cảm nhận của em đúng hay không. Trong năm 12, em cảm nhận được rằng cô luôn đặt một niềm tin ở em, nhưng sẽ không kỳ vọng và không áp đặt em phải thế này thế kia. Cô luôn cho em cảm giác rất thoải mái, dù em chỉ là một cô bé yêu văn bình thường, chẳng giỏi và chẳng có thành tích gì cả, nhưng luôn được cô cưng chiều yêu thương và không đặt nặng vấn đề đạt bao nhiêu điểm. Và có một điều em muốn hỏi cô lâu lắm rồi, nhưng chưa dám hỏi. Tại sao cô cưng chiều thương em nhiều đến như vậy? Em không giỏi văn và cũng chẳng có thành tích gì cả. Ngoài kia nhiều bạn học sinh giỏi văn, đi thi đạt giải này, giải kia, nhưng em chỉ là một cô học trò bình thường. Thế mà sao cô lại yêu thương em nhiều đến mức nhiều khi em cảm thấy rất xấu hổ và áy náy với cô. Ngay cả kỳ thi lớn trung học phổ thông quốc gia, em cũng chẳng thể làm cô tự hào. Em cảm thấy bản thân mình thật tệ, chưa làm cho cô cảm thấy tự hào dù chỉ một lần. Có nhiều điều muốn nói, nhưng thôi, chắc là 20 tháng 10 sẽ hợp hơn cô nhỉ. À cô ơi, em muốn gửi đến cô một từ thương, một từ yêu, hai từ cảm ơn, hai từ xin lỗi và hai từ biết ơn. Cuối cùng chính là hai từ trân trọng. Em luôn thầm tự hào với cô. Năm 12 của em không có thành tích xuất sắc gì về môn văn, nhưng bù lại em gặp được một cô giáo giàu tình yêu thương, một người phụ nữ đã cho em thật nhiều cung bậc cảm xúc. Cảm ơn cô, người phụ nữ dịu dàng của em. Và để kết thúc cho confession lần này, hãy cùng lắng nghe lời nhắn gửi từ một kẻ bạc tình. Chào cậu, mình quen biết cậu rất lâu. Mình rất ngưỡng mộ cuộc sống của cậu, nhưng cuộc sống hạnh phúc đó đã bị lay động bởi một lần vô tình của mình. Tuy thường ngày, mình là một kẻ bạc tình, không đáp lại tình cảm hay thân thiết với bất cứ ai, nhưng trong sâu thẳm trái tim mình luôn nhớ đến cảm nhận của mọi người. Đầu tiên, mình cảm thấy cậu là một người rất có tình cảm, là một người khiến mình dần nở những nụ cười. Tuy những kỷ niệm của mình đối với cậu rất nhiều, nhưng mình không thể nói ở đây được. Cậu có nhớ không? Trong một lần đó, tình cảm của chúng ta đã bị chia cắt. Có thể là do những cái nhìn vô tình của mình, hoặc là những tình cảm cậu đã trao cho sai người. Nay mình lại không có dũng khí để chúc mừng cậu ngày 20 tháng 10 vui vẻ, đầm ấm. Nhưng hy vọng qua những lời nói này, cậu có thể nhận ra mình và chấp nhận lời xin lỗi cũng như chúc phúc của mình dành cho cậu. Những lời tâm sự vừa rồi đã kết thúc Confession Radio của Học Văn Chị Hiên tuần này. Cảm ơn các em đã lắng nghe đến câu chuyện cuối cùng. Chúc các em có một cuối tuần thật vui vẻ. Hẹn gặp lại các em vào những số tiếp theo.